Những phân cảnh hôn chưa được lên sóng trọn vẹn của cặp đôi Kim Si-eun và Kim Ji-won trong Queen of Tears được tung ra khiến khán giả phấn khích nhưng cũng không khỏi bất bình. Sau 16 tập phim với kết thúc trọn vẹn nhưng vẫn gây tranh cãi, Queen of Tears đã chiêu đãi khán giả bằng hai tập phim đặc biệt là tổng hợp các đoạn hậu trường phỏng vấn của cả dàn diễn viên. Nếu Queen of Tears tập đặc biệt 1 là tổng hợp những đoạn phỏng vấn của dàn diễn viên thì tập đặc biệt 2 lên sóng tối 5 tháng 5 lại chủ yếu nói về quá trình hậu trường làm phim từ ngày đầu đọc kịch bản cho đến hồi kết. Đáng chú ý, trong tập đặc biệt lên sóng tối 5 tháng 5 vừa qua được kết thúc bằng một đoạn clip mà theo đài TVN thì đó là món quà cuối cùng của chúng tôi dành tặng những khán giả đã yêu mến và ủng hộ Queen of Tears. Đây là đoạn clip tổng hợp tất cả những cảnh hôn, cảnh tình tứ của cặp đôi Kim Si-eun, Kim Ji-won tại bối cảnh ở Đức. Tưởng đâu khi tặng quà cho khán giả, nhà đài sẽ nhận về những phản hồi tích cực. Ngờ đâu dưới phần bình luận trên Instagram của TVN lại là vô số những bình luận chỉ trích thể hiện thái độ bất bình của netizen. Lý do là bởi trong đoạn clip quà tặng này có một số cảnh hôn không được lên sóng và cả những nụ hôn dài hơn trên phim. Trên thực tế, những cảnh hôn tại Đức khi lên bản phim chính thức chỉ lướt qua như một cơn gió trong đoạn phim dài vài giây xuất hiện ở tập 1. Thứ khán giả thấy trong bản phim chính thức thực chất chỉ là những cảnh chạm môi thoáng qua, trong khi ở bản phim quà tặng này lại là những nụ hôn sâu. Đây chính là lý do khiến người xem không khỏi tiếc nuối, thậm chí là bất bình thay cho công sức của cặp chính. Thực tế trên phim, ngoài loạt cảnh hôn tua nhanh ở tập 1 thì Kim Si-eun, Kim Ji-won có khá ít cảnh thân mật. Dù vào vai một cặp đôi có thể hy sinh mạng sống vì đối phương, nhưng số cảnh hôn sâu của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí cảnh giường chiếu của hai người còn là cảnh nằm trên giường bệnh. Vì lý do này nên khi các cảnh hôn bị cắt được công bố, nhiều người mới cảm thấy tiếc nuối, thậm chí là bất bình. Trước đó, trong tập đặc biệt phát sóng ngày 4 tháng 5 có thời lượng dài gần 1 tiếng rưỡi, cặp đôi Kim Si-eun, Kim Ji-won không hề trả lời phỏng vấn chung, nhưng khán giả vẫn không ít lần phát cuồng bởi sự ăn ý hiểu nhau của hai người. Khi được hỏi về cảnh phim thích nhất, cả hai đều nói đó là cảnh mình nói lời yêu đối phương. Với Kim Si-eun, đó là khi Hyun-gu xe rượu đứng trước cửa phòng và nói anh yêu em Hye-in à. Trong khi đó, Kim Ji-won thích cảnh Hye-in bất chợt quên việc bản thân đã ly hôn, cô ôm Hyun-gu đang khóc và nói lời yêu. Vì cả hai đều thích cảnh mình tỏ tình đối phương khiến khán giả không khỏi phấn khích. Nhiều người còn cho rằng họ ẩn ý về cảm xúc thật của chính mình. Với Kim Ji-won, Kim Si-eun là bạn diễn vô cùng hoàn hảo. Cô thậm chí đã chấm cho Mỹ Nam họ Kim số điểm là 200 trên 100. Đặc biệt, cô còn ca ngợi kỹ năng ứng biến phi thường của Kim Si-eun. Cô cho rằng anh là vua của những cảnh quay ứng khẩu, có thể ứng biến rất nhanh mỗi khi bị vấp thoại hay có cảnh quay lỗi. Trong khi đó, Kim Si-eun đã không ngần ngại gọi Kim Ji-won là Queen và cho cô số điểm tuyệt đối vì màn thể hiện lần này. Kim Si-eun cũng cho biết Kim Ji-won khác hoàn toàn với Hong-hye lạnh lùng. Cô ấy không bao giờ khiến anh có cảm giác bị tổn thương khi làm việc chung. Trong khi đó, anh lại giống Hyun-gu đến 93%. Từ ăn ý ngay cả không quay chung, cách họ khen ngợi đối phương khiến netizen phát cuồng. Nhiều người vẫn không thể thoát phim và thực sự mong chờ chuyện phim giả tình thật giữa hai người.